Mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày gì cả nhà biết không? Hôm nay là ngày lễ độc lập của nước Mỹ, là cái ngày gọi là July 4, một ngày lễ lớn nhất trong năm ha. Thì nói chung là mừng ngày lễ độc lập như lễ quốc khánh nước Mỹ thì mọi người đều đi ra chỗ này chỗ kia chơi rồi đi du lịch khắp nơi, hoặc là mà Mai thích nhất là đi coi đốt pháo bông. Nhưng mà bởi vì trong lúc này á, là tình trạng dịch bệnh cho nên mọi người cũng ở nhà thì mà đâu dám đi đâu chơi, mà nhân cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ năm nay á lại vào ngày thứ bảy, là vào cái dịp weekend là cuối tuần, cho nên phải biết nhà nào cũng tụ họp để ăn uống. Thì gia đình Mai thì hôm nay á cũng chuẩn bị làm thức ăn để mà cuối tuần gia đình sum họp mừng lễ vui chơi. Nhưng mà các bạn biết không, lần này Mai lại ăn sang nữa rồi, lại được tặng quà. Hai con tôm hùm và một con cua đó, đây là tất cả đều đều tươi. Nói chung tôm hùm này là tôm hùm sống đó, nhưng mà vì tối hôm qua là tối quá nên mày đã để tủ lạnh, thì sáng nay bắt đầu mày lấy ra mày làm nè đó, thấy không? Nhân dịp cuối tuần mày nghỉ làm rồi mày cũng bày ra ăn uống mà cũng được tặng quà nữa, sướng quá thì thôi. Cho nên hôm nay mày sẽ tiến hành làm món tôm hùm xào hành vừng vặt, cũng như là cua xào xào rang me, ăn rất là ngon. Mày đã chuẩn bị sơ chế, bây giờ tiến hành chặt cái này ra ướp rồi mình làm. Bây giờ mày đang ngồi phía trước cái cửa nhà mày có cái gara phía sau á, là chỗ để xe đó. Thì ngồi đây để cho mát chút xíu, cái bóng mát rồi mày chặt tôm nè ha. Lúc này giờ nóng, lúc này thời tiết coi như là nắng nóng. Ngày thì dài lắm, tại vì mùa hè mà, thấy không? Ngày tới 9-10 giờ tối mặt trời mới xuống. Ok, giờ mày đi tiến hành chặt mấy cái tôm hùm này đi. Đó, mày mới vừa cắt ra mấy cái que nè. Ok, thì cái thân của nó, tôm hùm kia này thì cũng vừa thôi chứ không có phải là to lắm. Thì đây là có trứng nè, đây nha, tôm hùm cái có trứng nha, đen đen nè, trước mày không biết mày bỏ đó, uổng lắm. Thì đây là mà cái buồng trứng của nó, khi nấu lên nó sẽ đỏ và ăn rất ngon. Đây cái đầu của nó nè, bây giờ mày chặt gà. Rồi mới chặt xong rồi nè, hai con được như đây thịt nè. Giờ đem vô đây ướp rồi bỏ rắc bột lên ha. Là một chén gạch này nè, được có gạch cua và gạch tôm. Đây cua nè. Ok. Giờ chúng mình đi vô làm. Nắng quá nóng, nãy giờ mới ra ngoài mới chặt mà phải đổ mồ hôi một kê. Biết sao phải lấy nguyên cái áo jean khoác lên á. Tại lúc này cái độ tia UV cái chỉ số nó cao lắm, nắng lắm. Mày đi chăng nắng ghét mày đen thùi nè, giống Campuchia chưa? Người Campuchia đâu đen nổi nên mình đen thùi. Ok, chuẩn nguyên liệu làm xào là tôm hùm hành gừng thì nó có đây nè, hành mới sắc khúc rồi gừng nè rồi hành củ nè, đó chỉ vậy thôi. Rồi chút nữa mình đem muối vô đây với lại trứng mình lấy chồng trắng ha, để mà mình ướp á, tại vì khi mà mình dùng cái chồng trắng nó sẽ thấm bột nó vô trong cái tôm hùm dễ hơn. Để cho đỏ lại ha, dùng chồng trắng là thôi.
con này á là mấy chục đồng á, cái con nhỏ này đó chứ không phải là rẻ đâu nha. Ok. Bạn chiên cả nhà ơi, chiên tôm hùm nha, mình làm theo công thức nhà hàng luôn á, mặc dù mình chưa mở nhà hàng lần nào nhưng mà mình đã xem các anh chị nấu nhà hàng làm á. Tôm hùm đã ướp xong rồi nè, bây giờ mình chiên thôi ha. Chiên tôm hùm rất là mau chín, và vì Mai không có phải là chiên tôm hùm to hay nhiều cho nên Mai dùng cái nồi nhỏ ít dầu được rồi, không cần phải nhiều dầu gì cả. Chiên lâu quá nó sẽ bị chai, nó không ngon, nên phải chiên cho nhanh. Vì tôm hùm nó rất là mau chín, mà cái màu nó khi chín nó đỏ rực rất là đẹp luôn. Đó, mình chiên này nè, tôm hùm mau chín lắm. Bao nhiêu cái nồi nhỏ vậy là chiên rất là mau luôn. Đấy, ở nhà mình thấy đỏ rồi đấy đúng không? Màu lắm luôn. Xèo 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 nè. Đó, mày mới chiên xong tôm hùm này rồi quý vị và các bạn. Đó, đẹp quá trời luôn. Ok, bây giờ mới tiến hành đi làm món tôm hùm xào hành gừng nha. Đó, bây giờ mình xào tôm hùm nha. Trước khi mình bỏ hành tây vô thơm nè. Rồi, bỏ chút gừng vô thơm nè. Thơm lừng, các bạn muốn thơm nào các bạn phải làm như thế này rồi. Xong bây giờ tới bỏ tôm hùm vô nha. À, bây giờ mày xào mì Ý nha. Mày có cái loại mì ba cái đĩa, mà có loại mì Ý nhỏ nè. Ăn nó giống như mì nuôi nhưng mà nó là loại mì Ý của. Xào vô. Rồi ăn với vài cái tôm hùm đó. Mình có ăn xào mì Việt Nam cũng được. Mì này cũng được. Ăn cái nồi này nè rồi mình trộn luôn. Mình không cần phải chi thêm chảo thêm nồi. Rồi. Trộn miếng hành lá. Thank you.
cho người ta nói dịch Covid này chỉ làm cho mình mập thêm thôi. Cái đó là chính xác luôn, nó sai như thế nào. Kệ. Mỗi ngày mình có được cái niềm vui, mình có được thưởng thức những hương vị ăn uống á, là tốt. Tại sao biết không, những người bệnh nhân bị bệnh Covid á, là họ không có nếm nềm được cái gì, họ không có nghe được cái mùi gì hết á. Cho nên mỗi ngày mình được ăn uống, mình cảm thấy cái hương vị ngon của thức ăn và cái gọi là cái mùi vị, cái khứu giác, cái vị giác của mình tốt, có nghĩa là sức khỏe mình còn tốt. Chứ còn bây giờ cái bệnh dịch Covid đó làm, nó làm cho người ta không có còn cảm giác để ăn uống nữa. Ok, một chút chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ mời mọi người cùng dùng với Mai món tôm hùm xào spaghetti. Đây, trời ơi, cái tô của Mai sao nó bự chà bá. Đây, ngon quá, để mà lấy đũa nha, mà ăn thử một miếng thôi, ngon không như thế nào. Rồi mà cho mọi người mình biết. Điều. Bị làm món cua lông me đây. Đây là nước me của Mai á. Me này. Me mới vừa dầm ra. Thì trong nước me mình có bỏ miếng đường, miếng muối. Nó ngọt ngọt. Nè, phải cua lông me phải ngọt. Rồi. Để cho nó sôi lên. Mình sẽ xào cua. Bỏ nước me lên. Mời cua răng me của Mai xong rồi nè. Chính là đó, cho mày đậy lại nó sắp xíu nha. Đậy lại trước. Rồi. Mày bỏ hành vô nha. Tại vì cái cua răng me của Mai đã chín rồi. Mày bỏ hành vô trộn thôi. Đẹp lắm. Thấy không? Cái me là ngon lắm nha. Nói chung không biết cua này để ăn gì người ta hấp ăn. Mà tại nay mày thèm cua răng me thì mày làm thôi. Rồi. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Đấy, càng cua đây. Càng cua này.
ngon lắm quý vị. Rồi gậy lại. Và một xí nữa mình sẽ thưởng thức cái món này. Ngày lễ độc lập mình ăn nhiều thứ. Rồi. Đây.